Vâng, nhưng Carlo Biado vẫn rất tự tin với quyết định cân băng của mình, một cú cân rất chính xác. Vâng, nhưng vẫn còn bất ngờ trong trận đấu này, thưa các bạn. Tôi không hiểu tôi đang chứng kiến những điều gì vừa xảy ra nữa. Từ khi Carlo Biado phá chết cái ra, hình bi còn lại dành cho Chang Yulung là một hình bi mở. Tôi đã nghĩ rằng tỷ số sẽ rất nhanh chóng được nâng lên là 1-0 cho tay cờ người Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên, chúng ta cùng chờ xem nào. Vâng. Vâng, thưa các bạn, một trận đấu rất thú vị ngay từ rách thi đấu đầu tiên. Thua rồi. Trận đấu này thì hai cơ thủ sẽ chạm tới điểm số thứ 9 để giành được cho mình chiến thắng. Rồi, tình huống này sẽ là gì đây? Tình huống này tôi cảm giác là chạy đạn vẫn được. Một tình huống tốt để có thể chạy đạn. Không biết là năm có nguyên đường cái lỗ 10 bên phía tay phải màn ảnh không? Rồi, thế này tôi trông có vẻ là vẫn còn đường cho con bi số 5 xuống lỗ giữa bên tay phải màn ảnh chúng ta. Vâng, một tình huống điều từ 4 ra 5 rất chi tiết. Chúng ta cũng chờ xem khi trên bàn chỉ còn 3 con bi thì liệu có còn cái biến cố gì nó sẽ xảy ra hay không. Chúng ta có thể thấy được một lối đánh với tempo rất nhanh tới từ các cơ thủ người Philippines, thưa các bạn, khiến bi cái nó ở vị trí lụt và Carlo Biado đã nhanh chóng có được cho mình một tình huống chạy đạn. Vâng, nhưng mà Chang Yulung đã có được cho mình một tình huống a băng chết luôn con bi số 8. Rất đẳng cấp thôi các bạn. Rồi, cái ở một vị trí có thể xử lý được bi số 9. Cùng xem Chang Yulung sẽ chọn cái lỗ nào. Vâng. Rồi, liệu trong tình huống này Carlo Biado có tính toán được cho mình cái đường A2 băng ăn chết con bi số 1 vào cái lỗ góc, xin lỗi các bạn, vào cái lỗ giữa bên tay phải màn ảnh hay không đây. Không ăn được bi số 1 nhưng lại ăn được con bi số 4 thôi các bạn. Một tình huống có phần may mắn tới từ tay cờ người Philippines. Sau khi va chạm với bi mục tiêu số 1. Vâng, thưa các bạn, là mình xin nhắc lại một lần nữa là cơ thủ Dương Quốc Hoàng sẽ không thi đấu trong giải Hà Nội Open Bull Championship các bạn nhé. Còn lý do là gì thì mình cũng như các bạn, mình cũng không thể biết được, mình chỉ là một người hâm mộ thôi. Các bạn quan tâm thì có thể theo dõi trực tiếp trên fanpage của anh Dương Quốc Hoàng hoặc là trên Facebook cá nhân của anh ấy. Vâng, trận đấu của Shane Van Vô Ninh thì mình cũng rồi. Tay cờ người Philippines vẫn đang có cho mình những tình huống đo đạc cặn kẽ. Một tình huống không quá đơn giản đâu thưa các bạn. Nhưng vẫn rất chính xác tới từ Carlo Biado. Vâng, tôi đang ngồi khá là gần bàn thi đấu của Chang Yulung, đang đứng trước một cơ hội rất lớn để có được cho mình điểm số thứ 3
rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 3 điểm thi đấu mà thôi. Tình huống này nếu như thẳng quá thì không hề tốt chút nào. Tôi nghĩ là vẫn còn một chút má. Vâng, và Trang Yulung đã phải dựng cao đầu gậy lên. Như vậy là tình huống con bi số 7 vừa rồi nó cũng tương đối thẳng rồi các bạn. Nhưng may mắn là vị trí con bi 8 nó cũng đang nằm không quá khó để có thể xử lý. Và sẽ là điểm số thứ 3 cho tay cơ người Đài Bắc Trung Hoa. Với một cái hình bi mở này thì liệu Trang Yulung có được cho mình điểm số thứ 4 hay không? Liệu còn một tình huống xảy nào nữa trong rack thi đấu này hay không? Một tình huống điều rất chi tiết, vô cùng chi tiết tới từ Trang Yulung thưa các bạn. Có rất nhiều sự lựa chọn cho Trang Yulung với việc điều ra con bi số 6. Rồi, 7, 8, 9, 3 con bi mang tính chất động tác mà thôi. Và tỷ số sẽ được rút ngắn xuống còn 4-7 cho tay cơ đến từ Đài Bắc Trung Hoa. Nó sẽ chạy ra nấp vào sau lưng con bi mục tiêu số 3 hay không? Không, như vậy là Trang Yulung đã quyết định tấn công luôn ngay từ con viên bi mục tiêu số 2. Một tình huống... Vâng, thậm chí vừa rồi các lô Biado còn có luôn một tình huống tấn công chém mỏng con bi số 3 mã vách vào cái lỗ giữa bên trái thành băng. Vâng, cực kỳ mềm mại thưa các bạn. Hiện tại về vé của giải Hà Nội Open Bull Championship có đang được bán trực tiếp tại cổng của khu vực thi đấu thưa các bạn. Các bạn có thể đến đây và mua vé vào giao lưu cùng các cơ thủ. Rồi, vừa rồi tôi đã thấy các lô Biado cài rất nhiều phê trái và tôi có một chút cảm giác gì đó hơi lo ngại. Tuy nhiên là các lô Biado đã bắn con bi số 5 vào giữa lỗ rồi. Vé cốt sai thì mình không biết là còn hay không, nhưng hiện tại nếu mình nhớ không nhầm thì vé ngồi ở khu vực VIP sẽ là 300.000 vé ngày, còn vé tiêu chuẩn thì sẽ là 200.000. Rồi,
Vậy là Carlo Biado đã có được cho mình điểm số hưu trong trận đấu ngày hôm nay. 8-4 dành cho tay cờ tới từ Philippines. Nào, con 9 nào. Rồi, vậy là chiến thắng đã được ấn định. 9-4 dành cho Carlo Biado với hai pha golden break trong trận đấu ngày hôm nay. Vâng, một trận đấu rất hay và cũng vô cùng may mắn tới từ tay cờ người Philippines. Vậy là Carlo Biado đã là người giành được cho mình tấm vé vào vòng loại trực tiếp 64 người. Và xin chia buồn với Trang Yulung. Dù sao thì tay cờ người là Bắc Trung Hoa cũng đã có những phần thể hiện tốt trong trận đấu này. Rồi, vậy là lượt trận cuối trên bàn TV Table 2 ngày hôm nay đã kết thúc rồi thưa các bạn. Chúng ta hãy cùng qua luồng phát sóng của bàn TV Table 1 để cùng đồng hành với biên tập viên Minh Tước trong trận đấu giữa